em ơi, biển càng dài càng nhìn thấy đẹp mắt luôn nha anh em. Anh em là xem những video biết của ai thì anh em mình comment dưới cho mình biết nha, sau này mình sẽ chia sẻ luôn nha anh em. Khánh Hòa là 97137TS nè. Đang chạy qua vô cửa cảng luôn lên nha anh em. Bỏ lên thấy không? Ghê gớm không? Có những ghe đánh ghẹ cá hôm nay cũng về cảng tấp nập luôn nha anh em. Nhiều người đó là đến lưới rút đêm, còn nhiều người thì là bảo là lưới bao nha anh em. Mình thì cũng chia sẻ, mình cũng nói luôn, tất cả cho anh em biết luôn. Đó, trời bá lửa bột thép nha anh em, mình rất là đẹp mắt luôn nha anh em. Đó, đang chạy tốc độ khá dữ dàng nha anh em. Không biết có vào cửa cảng không nha anh em, ghe lớn này nha anh em. Rồi chắc lộ ngoài cửa cảng rồi anh em ơi. Rồi chắc chắn 100% không giờ cửa cảng rồi đó, là tài công đã dừng ở ngoài cửa cảng nha anh em. Hôm nay những ghe lớn lớn không có giờ cửa cảng đây mà, nãy giờ là 2 chiếc à, một chiếc của cửa cảng đây không đó, ghe bọc thép của Bình Định lưới bao hay là lưới rút đêm đây anh em. Đó, mình cũng chúc tất cả anh em trên tàu thật nhiều sức khỏe luôn, đặc biệt là chủ tàu trúng đậm nha. Rồi mình cũng chúc tất cả các bạn xem kênh mình thuận với yêu thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống bên gia đình và người thân của mình luôn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian qua rất là nhiều.